con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện mười phương chư Phật. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc, đường đi không có lối về. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng chi ghi nhớ tỏ tường, đời con thành tâm sám hối tu thân, con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở qua từ bi. Tay dứt sạch qua nghiệp trả dài, con xin chắp tay kính lại mười phương chư Phật, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Quý vị ơi, những ai còn để những u buồn trong lòng, những điều không hay, những điều còn mang nặng, chúng ta hãy bỏ hết đi, mang nhiều niềm vui cho nhau quý vị ơi. Con lại nhìn thầy thêm lần nữa. Ngày nay xin chư Phật mười phương chứng chi ghi nhớ tỏ tường, đời con thành tâm sám hối tu thân, con lánh xa tội lỗi luôn làm bao điều tốt lành cho đời nở qua từ bi. Vui sướng tay dứt sạch qua nghiệp trả dài, con xin chắp tay kính lại mười phương chư Phật, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật, nay có lối về. Cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa đời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Cảm ơn thầy. Con nhìn trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn
chết rồi trở về cát bụi dẫu có như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ cho. Đây nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sẽ chắc bền lâu, xem như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lười đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như nước trôi qua cầu. Sống trên đời này từ phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông qua. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Con đi xuống luôn được không sư phụ? Con đi xuống nha. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi dẫu có như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ cho. Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao thang, có nghĩa gì đâu sẽ chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lớn ước, này thủy chung, này tình yêu chót lười đầu môi, cũng thế mà tôi sẽ mất ngày mai, xem như nước trôi qua cầu. Sống trên đời này phù du có đây rồi lại mất, ông mong manh xin đừng đổi trắng thay đen. Nào người sáng giàu đừng vì ham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trông qua. Người nhớ cho ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi, xin người nhớ cho. A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn rất nhiều. Dạ thầy. Thầy đẹp quá. Con cảm ơn thầy. À, bây giờ chúng ta sẽ mời anh ca sĩ Phú Quý ha, hát bài các bụi cuộc đời. À, bài này ý nghĩa lắm nghe quý vị. Chúng ta cho chàng pháo tay thiệt lớn nữa nghe. Dạ con chào thầy. Dạ con chào tất cả các cô chú anh chị, tất cả các em nhỏ, các bạn đồng trang lứa. Dạ xin chào thầy. Thầy biết không, bữa con
cái lần trước con về con hát á, cái con vô cái con đi cái mấy cô chú anh chị cái gặp cái A Di Đà Phật, cái con về cái giống như con nhớ cái một ngày nọ bữa đó con chạy xe, cái anh xe tải đó anh chạy cái anh giống như là con chạy nhưng mà kêu anh cũng gấp hay sao á, nhưng mà anh thúc còi lắm, nhưng mà lúc đó con không có tránh đường được, cái anh bực quá anh chạy lên anh ép đầu xe con vô, cái anh mở cửa xe ra, cái con không biết làm sao, tự nhiên cái con xuống xe con A Di Đà Phật. Nhưng mà hiểu nghiệm thầy, nhưng mà hiểu nghiệm, tự nhiên cái ông im gù, cái ông nói thôi đi đi. Thế vậy cái con lên xe con đi luôn thầy. Dạ, cái con lái hồi cái lúc đó con trong đầu con suy nghĩ là con nhớ tới cái hình ảnh của thầy thôi, con nhớ cái người thầy mình đẹp lắm á, cái con ngồi nói ủa sao hiểu nghiệm vậy ta, ai vậy là vật, cái thôi đi 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 luôn. Dạ, nói vậy quý thấy mình đi chùa đi lên gặp thầy xong về cái mình thấy giống như là thay vì mà mình xuống mình đánh nhau với người ta đi, mình cãi nhau đi thì nó sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay, nhưng mà mình cứ A Di Đà Phật hết. Dạ, con cảm ơn rất nhiều các cô chú anh chị, lúc nào gặp con bước ra cũng vỗ tay ủng hộ con mừng lắm. Dạ, bây giờ con hát một bài hát thật ý nghĩa tặng cho tất cả các cô chú anh chị, bài hát được mang tên Cát Bụi Cuộc Đời. Bài này con mới thuộc, có gì có quên lời bỏ qua cho con nha. Đi nhạc lớn lên giùm em chứ. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mãi xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không gánh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A
là phù ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếng buồn phiền, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi, thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Trời ơi, cũng nhờ hên là mình hát thiệt ấy, chứ mình hát nhép là chết luôn rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Con nhìn thầy. Thầy biết không? Hôm bữa con gặp thầy cái bữa mà hát ở bên chùa bên kia. Xong rồi con về, con ngủ, con mơ thấy thầy hoài luôn. Con thấy thầy ngồi giảng cho bà con nghe, trong đó con cũng nghe nữa. Dạ. Thầy mình đẹp đúng không quý vị? Dạ, vậy mà suốt ngày mở YouTube lên, lúc nào thầy nói hô. Có hô đâu. Đẹp dễ thương. Dạ, phú quý cảm ơn tất cả quý vị đã vỗ tay ủng hộ, mặc dù nhạc sự cố nhẹ một chút, nhưng mà cũng vỗ tay ủng hộ. Vui quá à. Dạ, một lần nữa con cảm ơn rất nhiều. A Di Đà Phật. Vui quá quý vị. Dù như anh chị ca sĩ đến đây hát mà gì là ai cũng thích hát, thông cảm hết. Tại vì mấy anh em trong chùa khi bên bắt nhạc đồ cũng không có rành gì mấy, tại chùa mình ít cái vụ này mình không biết á, nên mấy anh chị ca sĩ thông cảm hết ha. Nhưng mà được ủng hộ dữ lắm á nghe. Không mà nghĩ lại phú quý nói một câu nãy hay nghe, nhờ hát thật chớ gặp nhép là dính. Thôi thật, thôi kệ, chắc ăn mình hát thuộc chắc ăn, như lỡ hát chắc ăn đúng không quý vị. Chùa mình ngộ lắm, hồi đó lâu lắm rồi, có một cái anh đó, anh lỡ hát mà ảnh thâu sẵn, ảnh lên kêu bạc, lên bạc ảnh hát giữa chừng chứ nó đứng ngang. Nó nguy hiểm tới ghê thiệt. Bởi vì những đức nói cả đời những đức là giảng thiệt chứ không có giảng nhép. Không. Những đức mà giảng nhép kỳ lắm nghe quý vị. Thí dụ bây giờ những đức giảng sẵn bài giảng đi, xong những đức mới nghe giảng, những đức mới làm theo. Ồ, cái lúc đó mà tự nhiên nó đứng làng cái, tự lúc đó thấy mình ngộ quá. Kỳ lắm ấy quý vị. Thôi đến chùa là thật nghe, thật là chắc. Dù mình hát không hay nhiều nhưng mà cái tình thương mến thương quý vị, họ sẽ đến cho mình đặc biệt dữ lắm luôn, rất là đặc biệt, nhớ nghe. Quý vị thấy rằng là phú quý có duyên dễ thương quý vị. Dễ thương, đẹp trai có duyên dễ thương, chứ đẹp trai mà không có duyên là chịu thua. Đẹp trai mà không có duyên cũng chịu thua à, nhờ có duyên mới dễ thương nha. Như những đức xấu mà nhờ có duyên đó. Thấy chưa? Bây giờ
biểu ngây thơ, biết vì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu thấy tiểu ngây ngô cầm chổi trà đi quét lá đà. Tôi yêu chú đã xa cha xa mẹ hiền, ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu mắt lệ nhỏ vì không thuộc bài. Đêm đêm chú tiểu ngân gian với lời kinh trầm bổng du dương, chú mang hết cả tâm tư trái tâm tư cầu an cho đời. Ai xui chú tiểu ngây thơ biết tu hành vừa chốn không môn, câu kinh tiếng mõ thâu đêm nghiêng nghiêng đầu êm êm mãi. Kiếp tu hành tôi yêu dáng tiểu ngây thơ, áo màu lam chú mặc ở chùa, chén cơm vừa muối tương rau, nhưng tấm lòng các chú thân cao. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn, để đêm tiếng mõ khâu kinh trái tâm từ cầu an cho đời. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Biết vì sao chú lại ở chùa. Lâu lâu thấy tiểu ngây ngô cầm chổi trà đi quét lá đà. Tôi yêu chú đã xa cha xa mẹ hiền, ngày đêm thương nhớ. Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu mắt lệ nhỏ vì không thuộc bài. Đêm đêm chú tiểu ngân gian với lời kinh trầm bổng du dương, chú mang hết cả tâm tư trái tâm tư cầu an cho đời. Ai xui chú tiểu ngây thơ biết tu hành vừa chốn không môn, câu kinh tiếng mõ thâu đêm nghiêng nghiêng đầu êm êm mãi. Kiếp tu hành tôi yêu dáng tiểu ngây thơ, áo màu lam chú mặc ở chùa, chén cơm vừa muối tương rau, nhưng tấm lòng các chú thân cao. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn, để đêm tiếng mõ câu kinh trái tâm từ cầu an cho đời. Mong sao chú tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn, để đêm tiếng mõ câu kinh trái tâm từ cầu an cho đời. Dì thích con hát bài này không? Thích con hát nữa, chừng nữa có dịp con quay lại con hát lại được không? Dạ.
mà con nói gì thôi chứ con sẽ nghiên cứu những bài hát khác, nó vui hơn mà nó hay hơn mà nó nhân văn hơn mà nó phù hợp hơn, mà để quý vị vừa đi chùa nè, vừa được nghe hát, vừa được nghe thầy giảng pháp nè, con cũng nghe nữa, mà được nghe những bài hát phù hợp mà ở những nơi mà ấm cúng và nó mang tính chất mà đầm ấm như thế này. Dạ thầy, con cảm ơn thầy nhiều, ngày nào con cũng nghe thầy hết. Dạ con chúc sức khỏe thầy. Dạ con chào thầy. Con thấy nãy ai cũng vô được được cái máy. À dạ con quên nữa, còn mình còn niệm Phật nữa. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn nhiều. Sống trong sáng giàu, anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao? Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Dù trước dù sau, nào ai xin tự không qua. Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đành? Tình anh em thua một người dư. Một người dư đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cỡ nào muốn trả ơn. Mà tại sao xin tự không qua. Bạc tiền lợi danh, giờ đây bỏ nhau sao đành? Toàn tính dứt danh, tình anh em thua một người dư. Một người dư không nghĩ cho mình, giúp người xa cỡ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ta anh em một nhà, chung một dòng máu, xanh nhau đủ điều đào trước đó
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sân si kia làm ta đau khổ, vui sướng chi sao không lo tu rèn tâm luyện trí. Ngày nào về lại quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Kính chuyên cần của chúng tu,
tình pháp duyên tăng là duyên kệ kinh chuyên cần của chúng tôi. Dạ con xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Quý vị biết không, cho nên là như thầy ngồi giảng con nhìn thầy cũng ướt đẫm mồ hôi mà con hát á, bây giờ con mặc đồ bình thường để con hát á thì giống như là nó cũng không đúng một cái người làm nghệ thuật, cho nên cũng ráng con mặc chứ thật ra con cũng nóng muốn chết luôn. Dạ thôi con cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, dù cho có nóng hay là có đổ một cách mấy nhưng nhìn quý vị con cũng thấy mát ruột lắm. Dạ giờ niệm Phật cho con mấy câu nữa nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Con ơn rất nhiều. Dạ con xin chào tất cả quý vị. Dạ giờ con hát bài hát của tác giả Đức Mạnh, bài hát Lời Người Khiếm Thị. Dạ con mời tất cả các cô chú, quý vị Phật tử và con mời thầy lắng nghe cùng con. Xin con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cao quý như sông dài, mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Trên đời này còn ai nuôi con như cha mẹ đã nuôi bao ngày. Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn bạn bè con. Ôi đôi mắt của con, đôi mắt của con sao không nhìn thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không được ánh sáng chỉ toàn là bóng đêm đen. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này, còn ai quên con như cô thầy đã quên bao ngày. Toàn là bóng đêm.
trên đời này. Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày, tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều. Mắt con bây giờ không thể nhìn được thầy sức khỏe thì cũng không có được tốt lắm, nhưng mà không có hát nhép, sẽ hát live. Hát live cho quý vị nghe, biết đâu mình hát vậy đấy mọi người cảm động và thương mình đúng không thầy? Dạ rồi, và để không để quý vị chờ lâu thì Kim Thơ sẽ gửi tặng đến tất cả quý vị một ca khúc cũng rất là có ý nghĩa. Và ca khúc này và cũng giống như thầy thường hay nhắc chúng ta hàng ngày là phải niệm Phật, đó là một sáng tác của Quý Luân và Tuệ Nga, ca khúc được mang tên Chắp Tay Niệm Phật. Nam mô A Di Đà. Yeah.
chắp tay niệm Phật, hồn tươi trắng rằm Như Lai nguyện diệu pháp âm. Chắp tay niệm Phật, chủ tâm an giang chân lý mở đường độ sinh. Chắp tay niệm Phật kính thành, mở tâm hồi hướng sinh linh muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Bổn Sư phúc quá. Thật sự lúc đầu á, tại mở lên cái echo nó vang vang, Kim Thoa giật mình, tưởng là mở lộn cái bài mà hát nhép. Tại mình nói mình không nhép, tự nhiên đưa tưởng đưa lên cái bài nhép, quê chết luôn. Cho nên là cái bị khựng lại. Nhưng mà chắc là Phật thương độ hay sao á, nói chuyện nói không nổi, nãy nói hột không có gì nghe không à, tự nhiên hát được ha, cũng được. Dạ. Rồi, cho chào pháo tay thiệt lớn nha. Rất là hoan hỷ vậy, rất là vui. Ở đây, những đứa thấy chồng của Kim Tho, anh này, những đứa gặp ảnh cái là kết duyên đặc biệt. Nhìn người giống như chầm chầm, rồi thêm cái nữa. Những đứa nhìn thấy đàn ông vậy là những đứa thích. Dụ như thấy cũng phong trần ha. Đó, nên khi gặp ảnh cái bữa bên hộ pháp mà mời hát á, hai anh em là bắt tay rồi, thấy nói chuyện mấy câu thấy giống cũng lúa lúa chung nhau. À, thấy dễ thương. Nên là từ nơi đó mà có duyên với chùa mình, rồi kết duyên từ từ mà mở rộng ra gì. Đây cũng là nhân duyên đặc biệt quý vị. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người nghe được Phật Pháp ai cũng vui vẻ an lạc và luôn luôn có sức khỏe. Và dù trong cuộc đời chúng ta có gặp những sự trở ngại gì, phải nhớ là niệm Phật, nghe Pháp. Đó là phương pháp rất là hay để giúp cho chúng ta cởi mở tâm tư và hướng đến bến bờ giải thoát nha. Hồi chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. À, chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Quan trò trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lợi danh. Người thì lão đau, còn người kia trong sáng giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đau. Đời tựa mây bay, đâu ai hay làm kịp người. Nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Mà sao cứ lanh quanh
đừng nên chua chát với người với ta. Sống xa hoa, sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh, không ghét, không ăn thô, thì buồn vui sương khô như bay chiều vào tô. Đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều chăn trở, hãy sống thương người như là thế thương thân. Thì ai ơi, sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà. Đều trở về các buồn. Nam mô A Di Đà Phật. Đời tựa mây bay đâu ai hay làm kịp người. Nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Sao ta cứ ăn thua tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi, sống ở trên đời đừng nên chua chát với người với ta. Sống xa hoa, sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh, không ghét, không hận thù, thì buồn vui sương khô như mây chiều vào tô. Đời tựa chim bao đêm thâu đêm nhiều chăn trở, hãy sống thương người như là thế thương thân. Thì ai ơi, sống ở trên đời hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà Di Đà Phật. Nãy giờ là coi như Kim Tho cũng thấm rồi đó. Thầy Thích Nhuận Đức nói là làm gì cũng phải niệm Phật, cho nên là trước khi hát á, Kim Tho cũng niệm Phật, giữa bài hát cũng niệm Phật, mà kết thúc bài hát cũng niệm Phật. Dạ. À, Phú Quý ở đây cũng được nhiều Phật tử quý mến. À, Quý đẹp trai ấy vậy. Dương Ngọc Thái thì xả mái tóc rồi, Phú Quý không biết chừng nào xả đây. Rồi mời Phú Quý. Thật ra thì con đẹp trai nhưng mà con không có đẹp bằng thầy. Tại vì trong mắt con là thầy đẹp nhất. Thầy cứ suốt ngày thầy buổi giảng thầy cũng nói thầy hô. Cái đó mới là cái dễ nhớ đó. Dạ. Con cảm ơn thầy nhiều. Và Phú Quý cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị rất là nhiều cho hôm nay. Phú Quý nhìn xuống xúc động lắm. Phú Quý sẽ hát một bài hát thật là ý nghĩa. Và bài hát này là của anh ca sĩ Mai Quốc Quy.
sáng tác. Và Phú Quý nghe cảm thấy hay, rất ý nghĩa mà Phú Quý xin luôn cái nhạc luôn, rồi tập luôn được mấy ngày. Hôm nay tặng cho tất cả các cô chú anh chị, các em nhỏ, các cháu ở đây bài hát 9 tháng 10 ngày. Bao giờ
gặp lại mẹ. Dạ, con chào thầy, con cảm ơn thầy, con cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, A Di Đà Phật.
chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không êm, xoài đã u buồn giờ không êm, hoang vắng phố phường tiếng chuông chiều chầm chầm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chầm chầm thế lương, tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu.